Kiểm tra dây bảo vệ và dây bảo vệ cân bằng điện thế. Trước khi vận hành, các thiết bị điện phải được kiểm tra sự hoạt động của dây bảo vệ và dây bảo vệ cân bằng điện thế của thiết bị. Kiểm tra bằng quan sát để đảm bảo các mối nối dây đúng cách, các ký hiệu, sự chọn lựa tiết diện dây điện thích ứng, kiểm tra bằng đo đạc như hình bên. Để xác định dây bảo vệ và dây bảo vệ cân bằng điện thế không bị gián đoạn và kiểm tra chức năng bổ sung bảo vệ cân bằng điện thế, trong thực tế, máy đo điện với nguồn điện một chiều và dòng ngắn mạch 200mA cũng đáp ứng được quy trình kiểm tra như sau. Đo đạc với điện áp xoay chiều và dòng điện thử nghiệm 5A phức tạp và tốn kém, vì phần đo đạc quan trọng này chỉ có thể được thực hiện khi điện nối vào của hệ thống theo tiêu chuẩn của cơ quan phân phối nguồn điện. Đối với hệ thống bảo vệ cân bằng điện thế thì điện trở 3 ôm là đủ để đáp ứng cho hệ thống mới lắp đặt. Đối với bảo vệ cân bằng điện thế bổ sung, ta cần điện trở có trị số rất nhỏ để khi có sự cố và dù với dòng điện gió lớn nhất, điện áp tiếp xúc UL không được vượt qua RL nhỏ hơn hoặc bằng UL trên IA. Chỉ được phép đo điện trở khi hệ thống ở trạng thái không có điện. Khi các mối nối dây bảo vệ cách xa nhau, dùng dây đo dài khoảng 20m sẽ thuận lợi hơn. Chỉ số điện trở đo phải trừ bớt điện trở của dây đo